Chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Được sự trợ duyên của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong Thủy và Tâm Linh Việt. Quý vị thân mến, các nhà tử vi tâm linh cho biết trong ngày 9 tháng 10 âm lịch, may mắn không đến với những con giáp này. Họ là những con giáp vô cùng xui xẻo, trong công việc luôn bị cấp trên chèn ép, đồng nghiệp hại lén sau lưng, họa vô đơn chí, vẫn nên ở đâu không biết, cứ ùn ùn kéo đến bủa vây những con giáp này, khiến cuộc sống của họ càng trở nên khó khăn hơn. Thậm chí một số người còn phải bán nhà trả nợ. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được đó là những con giáp nào và bạn có nằm trong những con giáp đen đủi này hay không nhé. Một, tuổi Sửu. Cục diện mùi Sửu tương xung cảnh báo người tuổi Sửu có thể gặp phải rắc rối trong công việc do bị tiểu nhân hãm hại. Dù bản mệnh đã bỏ ra nhiều thời gian và công sức, mong thu về thành tựu xứng đáng, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên bạn cần phải nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mới có đủ sáng suốt để giải quyết mớ rắc rối này. Tiểu nhân chỉ đợi bạn sơ hở để giở trò, vậy thì bạn càng phải làm việc một cách cẩn thận và kín kẽ, thì tình hình mới không vượt quá khỏi tầm kiểm soát thêm nữa. Chuyện tình cảm không có nhiều tiến triển, về cơ bản thì tuổi này vẫn giữ mối quan hệ tốt với người ấy. Dù giữa cả hai không có nhiều sóng gió, nhưng đôi khi bạn thấy nhàm chán khi mọi thứ cứ diễn ra bình thường. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 2. Tuổi Tý. Trong ngày hôm nay, người tuổi Tý bị tương hại thái tuế tác động nên có điểm báo vướng phải thị phi, đàm tiếu đồn thổi. Công việc cũng vì vậy mà gặp phải nhiều trở ngại, nhiều vấn đề nảy sinh không tìm được giải pháp. Con giáp này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian. Bên cạnh đó, nhờ có thiên tài giúp đường tài lộc có phần khởi sắc hơn, một vài cơ hội kiếm tiền sẽ đến. Nếu biết cách nắm bắt thì tiền bạc rủng rỉnh không phải là chuyện quá khó. Tuy nhiên, bạn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể, tránh tiêu xài lãng phí, kẻo tiền bạc có bao nhiêu cũng hết. Con giáp này sẽ phải rất vất vả do khối lượng công việc nhiều, áp lực cạnh tranh lại tăng lên khá rõ, cộng thêm việc cũ còn tồn đọng cũng không phải là ít. Thêm vào đó, hàng loạt rắc rối ập tới, bạn cần có sự điều chỉnh để thích nghi kịp thời, đừng ngần ngại thay đổi khi cần thiết nếu đó là biện pháp tốt ưu nhất. Phương diện tài lộc cũng khá ảm đạm, thậm chí còn có dấu hiệu hao hụt, bản mệnh sẽ phải nỗ lực rất nhiều thì mới hạn chế được tình trạng hao tốn tiền của. Đường tình duyên của Tý còn lắm gập ghềnh và chông gai, bất kể là tình yêu lứa đôi, tình bạn hay tình thân đều có thể xuất hiện rạn nứt. Bản mệnh nên chú ý cách cư xử của mình để không phá hỏng mối quan hệ. Ở phương diện tình cảm, ngũ hành xung khắc khiến đôi lứa có nhiều trục trặc trong mối quan hệ. Bạn và người ấy nảy sinh nhiều mâu thuẫn, chủ yếu do bản mệnh mải mê công việc và những chuyện ngoài lề mà không còn đủ thời gian để quan tâm và chia sẻ cùng nhau. Để hóa giải vận may và chiêu mời may mắn trong thời gian này. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tý Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 3. Tuổi Thìn. Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Thìn bị hung tinh kiếp tài án ngữ đe dọa vận trình tài lộc trong ngày. Chuyện tranh lợi đoạt tài có thể xảy ra bất cứ lúc nào, chúng ta chỉ có thể đề phòng và đối mặt với nó chứ chẳng thể nào tránh được. Việc bạn cần làm là thận trọng hơn để giảm thiểu mức độ xui xẻo. Bên cạnh đó, con giáp này cũng nên biết cách nói lời từ chối với những lời mượn tiền trong hôm nay. Vật giá leo thang, nhu cầu sống ngày càng đắt đỏ, sẽ có rất nhiều việc cần đến tiền bạc, chớ nên cho vay mượn không có mục đích chính đáng. Chuyện tình cảm vẫn chưa được suôn sẻ như ý muốn, ngũ hành thổ vượng cho thấy, dù bản mệnh có nhiều ưu điểm nhưng trong chuyện tình cảm thì khá khô khan, không biết cách thúc đẩy mối quan hệ. Chính vì vậy bạn thường xuyên cảm thấy nhạt nhẽo, đối phương thì chán nản vì không tìm được tiếng nói chung.
Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 4. Tuổi Mùi. Trong ngày đón tỷ kiên chiếu mệnh, tuổi Mùi được nhắc nhở nên tập trung vào chất lượng công việc hơn là cứ mải mê chạy theo số lượng. Làm được nhiều nhưng chất lượng không ra gì thì hiệu quả vẫn chẳng có cải thiện là bao. Đã vậy còn có thể tốn nhiều công sức và thời gian để khắc phục những sai sót nửa chừng. Bạn cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ của đồng nghiệp, đừng vì ngại mà không dám chia sẻ công việc. Tình trạng quá tải công việc bao giờ cũng mang lại mệt mỏi, vì thế cần biết phân phối công việc, chia sẻ cho các đồng nghiệp cùng giải quyết. Về tình cảm, vợ chồng bất hòa khiến cho không khí gia đình trùng xuống, công việc bận rộn ngày càng đẩy hai bạn ra xa nhau dù cả hai vẫn ở bên nhau. Mối quan hệ thiếu có sự giao tiếp tình cảm, mượn cớ công việc để không phải đối mặt với nhau thì sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 5. Tuổi Thân. Thương quan nhập cục, vận trình ngày mới của tuổi Thân sẽ không mấy suôn sẻ. Bạn rất dễ để đầu óc trên mây do còn nhiều mối bận tâm khác. Có lẽ con giáp này nên cẩn trọng hơn trong cách làm việc của mình để tránh những sai sót có thể trở thành thứ để kẻ xấu lợi dụng. Về tài lộc, hôm nay cũng không phải là lúc bạn tuổi này gặp may ở vấn đề tài chính. Thậm chí với thói quen tiêu xài như hiện tại thì có lẽ tuổi Thân còn cách rất xa mới đến độ tiền bạc tiêu xài rủng rỉnh, mua sắm không cần nhìn giá như mong muốn. May mắn kim được thổ dưỡng, chuyện tình cảm của bạn có bước tiến triển rõ ràng khi người độc thân có thể tìm được tình yêu đích thực của mình. Hãy cứ sống thật với lòng mình, bạn có sức hút mà không ai có thể bắt chước được. Tự tin vào bản thân mình và vẻ đẹp của bạn tự khắc sẽ tỏa sáng trước mắt người khác phái. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân tí Thìn để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc và bình an. 6. Tuổi Tuất. Ngày Mùi Tuất tương phá, người tuổi Tuất đối diện với cục diện thăng trầm trong công việc. Bản mệnh ghi điểm được với cấp trên, nhưng chỉ riêng điều đó thôi là chưa đủ. Dường như bạn chỉ tập trung vào việc thể hiện với người quản lý mà quên rằng cần phải phối hợp với đồng nghiệp chung nhóm. Việc thể hiện bản thân không đúng nơi đúng lúc của bạn đang khiến các mối quan hệ nơi công sở xấu đi. Nếu không sớm tìm cách giải quyết, bạn có thể gặp những rắc rối to. Đây coi như một bài học đắt giá cho bạn trong việc đối nhân xử thế. Chuyện tình cảm trong ngày cũng không được suôn sẻ cho lắm, tuổi Tuất nên lắng nghe lửa kia nhiều hơn thay vì chỉ thích nói những lời bạn muốn. Người độc thân sau nhiều lần sắp sửa chạm tay vào hạnh phúc như không thành thì đánh mất tự tin, chẳng còn nhiều mong ước về tình yêu. Để hóa giải vận đen và chiêu mời may mắn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, hộ thân, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị 5 con giáp xui xẻo nhất ngày 9 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và cảm thông chia sẻ với bạn nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!